Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh. Tối nay thứ ba, ngày 15 tháng 3 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp công dân định kỳ, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh kiến nghị của công dân. Cùng với cả nước, hôm nay Quảng Ninh mở cửa hoàn toàn du lịch đón khách quốc tế. Các cơ sở giáo dục mầm non linh hoạt tổ chức hoạt động giáo dục, chăm sóc trẻ đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19. Quan tâm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng để thúc đẩy thương mại điện tử phát triển. Thưa quý vị, sáng nay tại trụ sở tiếp công dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tiếp công dân định kỳ theo quy định số 11 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh kiến nghị của công dân. Cùng tiếp công dân có các đồng chí Cao Tường Huy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng tiếp công dân tỉnh, Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Tại buổi tiếp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã cho ý kiến để giải quyết dứt điểm một số vụ việc cụ thể, đảm bảo đúng các quy định của pháp luật, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng và nhận được sự đồng tình cao của công dân. Đối với vụ việc ông Vũ Hữu Thẩm ở phường Hà An, thị xã Quảng Yên đề nghị xem xét giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội. Đây là vụ việc đã kéo dài 30 năm. Sau khi lắng nghe ý kiến của công dân, các báo cáo làm rõ quá trình triển khai giải quyết của các cơ quan chức năng và ý kiến tham gia của Hội đồng tiếp công dân tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh bày tỏ sự chia sẻ, cảm thông sâu sắc đối với hoàn cảnh của ông Vũ Hữu Thẩm. Mặc dù thời gian qua các cơ quan chức năng đã xem xét giải quyết vụ việc, nhưng qua nghiên cứu hồ sơ cho thấy có một số điểm chưa rõ ràng, mâu thuẫn, uẩn khúc cần phải được tiếp tục làm rõ. Vì vậy, giao Thanh tra tỉnh Quảng Ninh chủ trì phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Ủy ban Nhân dân thị xã Quảng Yên và các cơ quan có liên quan phục dựng lại toàn bộ hồ sơ để làm cơ sở cho việc xem xét giải quyết trường hợp của ông Vũ Hữu Thẩm có được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội hay không theo đúng quy định của pháp luật. Quá trình giải quyết phải luôn thể hiện rõ tinh thần lắng nghe, thấu cảm, làm hết trách nhiệm, làm tới cùng, tuyệt đối không được vô cảm với các kiến nghị bức xúc của nhân dân, nhất là các trường hợp người có công đã có nhiều công lao to lớn đối với sự nghiệp giải phóng đất nước, giải phóng dân tộc. Qua rà soát lại toàn bộ hồ sơ vụ việc, các cơ quan chức năng củng cố các tài liệu cần làm rõ, chứng minh đúng bản chất của vấn đề, đúng sự thật khách quan và giữ đúng sự nghiêm minh của pháp luật, cũng như là bảo vệ tối đa quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân. Trong trường hợp nếu các cơ quan chức năng đã làm rõ hết trách nhiệm cũng phải trả lời cụ thể cho nhân dân hiểu và đồng thuận. Qua ý kiến của Hội đồng tiếp công dân tỉnh, đặc biệt là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh về giải quyết vụ việc, công dân đã bày tỏ sự an tâm, tin tưởng và đồng tình cao. Hôm nay tôi mừng lắm, tôi gặp ông Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Quảng Ninh giải quyết những lời thấu tình đạt lý này, tôi cảm thấy mừng lắm. Đấy, tôi rất tin tưởng. Đối với vụ việc của bà Lê Thị Thúy ở thôn Yên Dưỡng, xã Hồng Thái Đông, thị xã Đông Triều, đề nghị xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho một số hộ dân liên quan đến nguồn gốc do công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm trường Đông Triều quản lý. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, đây là vụ việc liên quan đến lâm trường qua nhiều thời kỳ nên tiềm ẩn một số yếu tố phức tạp trong việc quản lý sử dụng đất. Vì vậy, để đảm bảo sự nghiêm minh của pháp luật cũng như là đảm bảo quyền lợi chính đáng cho người sử dụng đất, yêu cầu Thanh tra tỉnh thanh tra toàn diện việc quản lý sử dụng đất đối với diện tích có nguồn gốc là đất lâm nghiệp đã giao cho công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm trường Đông Triều quản lý. Đối với vụ việc của ông Nguyễn Trung Thành ở tổ 4 khu Quỳnh Trung, phường Đại Yên, thành phố Hạ Long, khiếu nại phương án bồi thường hỗ trợ đất nuôi trồng thủy sản cho gia đình khi thu đất để hoàn trả quỹ đất cho lữ đoàn 170, và đề nghị của ông Tống Ngọc Toán ở tổ 45 khu 5 phường Cao Thắng, thành phố Hạ Long liên quan đến phương án bồi thường hỗ trợ và tái định cư dự án cải tạo mở rộng nút giao thông ngã tư Long Tòng và tuyến đường Trần Hưng Đạo. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh yêu cầu thành phố Hạ Long tập trung chỉ đạo giải quyết những nội dung kiến nghị và khiếu nại trên cơ sở bám sát quy định của pháp luật, thực tiễn tình hình địa phương, xem xét hoàn cảnh lịch sử cụ thể để đảm bảo vận dụng đúng các quy định của pháp luật và đảm bảo quyền lợi, lợi ích cho nhân dân.
Chiều nay, đồng chí Ngô Hoàng Ngân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh kiểm tra việc triển khai chương trình mở cửa phục hồi thu hút khách du lịch đến tỉnh Quảng Ninh năm 2022 tại cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu. Ngày hôm nay, cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu xuất hơn 30 chuyến tàu đưa khách du lịch tham quan Vịnh Hạ Long. Trước đó, để sẵn sàng cho việc mở cửa hoàn toàn hoạt động du lịch, Tập đoàn Tuần Châu đã đầu tư chỉnh trang cơ sở vật chất của cảng, đảm bảo các điều kiện tốt nhất để đón khách du lịch. Ở cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu chúng tôi cũng đã chuẩn bị rất là chu đáo các cái cơ sở hạ tầng cũng như là trang thiết bị để sẵn sàng đón khách trở lại. Thế và đặc biệt là trong cái tình hình mới này thì chúng tôi cũng linh hoạt trong công tác kiểm soát cũng như là hướng dẫn du khách. Ngoài ra thì các cái hạ tầng của cảng thì chúng tôi cũng chuẩn bị chỉnh trang tốt hơn và phối hợp với các đơn vị chức năng tại cảng như các đơn vị cảng vụ thủy địa, ban quản lý vịnh, biên phòng để có cái công tác kiểm tra, rà soát lại toàn bộ các cái phương tiện, tình trạng kỹ thuật cũng như thuyền viên để đảm bảo khi mà khách tham quan tới vịnh Hạ Long được an toàn, đảm bảo tốt nhất. Cùng với sự chuẩn bị của doanh nghiệp, Ban Quản lý Vịnh Hạ Long cũng đã rà soát lại toàn bộ hạ tầng, xây dựng phương án chi tiết, quy định cụ thể các yêu cầu đón tiếp, phục vụ khách du lịch. Bên cạnh sự chuẩn bị chu đáo về cơ sở vật chất, nguồn nhân lực phục vụ, việc tiếp tục thực hiện chính sách miễn giảm 50% phí tham quan theo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ là đòn bẩy để thu hút khách du lịch đến với Vịnh Hạ Long, góp phần từng bước phục hồi ngành dịch vụ du lịch trên địa bàn. Chúng tôi cũng đã rà soát lại toàn bộ các trang thiết bị trên Vịnh Hạ Long, các tour tuyến để chỉnh trang lại để mà đáp ứng được những cái yêu cầu của khách. Thế và chúng tôi cũng đang tiếp tục nghiên cứu những cái sản phẩm mới để tăng thêm những cái trải nghiệm cho du khách. Còn đối với lại nhân lực của ban thì lúc nào chúng tôi cũng trong thời gian vừa qua thì chúng tôi cũng luôn luôn là đào tạo, bồi dưỡng để đảm bảo được cái chất lượng phục vụ khách du lịch đến tham quan. Và cũng có những cái tín hiệu rất là vui là trong những ngày đầu mà chúng ta mở cửa hoàn toàn theo chỉ đạo của chính phủ thì có hàng ngày đều có những hàng trăm lượt khách đã đến tham quan Vịnh Hạ Long. Kiểm tra tại đây, đồng chí Ngô Hoàng Ngân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nhấn mạnh, trong thời gian đầu mở cửa hoàn toàn trở lại, lượng khách có thể chưa tăng cao, nhưng tất cả các dịch vụ phải được khôi phục và phải đảm bảo các điều kiện phục vụ tốt nhất cho du khách khi đến tham quan. Đề nghị Tập đoàn Tuần Châu tiếp tục ưu tiên nguồn lực để đầu tư nâng cấp hạ tầng tại cảng tàu khách quốc tế. Ban quản lý dự án các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh phối hợp với Ban quản lý Vịnh Hạ Long đưa hệ thống kiểm soát vé tự động vào hoạt động trong thời gian sớm nhất. Sở Du lịch phối hợp với các địa phương, doanh nghiệp đẩy mạnh hơn nữa hoạt động quảng bá kích cầu du lịch, trước hết là đối với khách du lịch nội tỉnh để từng bước phục hồi ngành dịch vụ du lịch trên địa bàn. Đến thăm động viên các doanh nghiệp tàu du lịch đang hoạt động trên Vịnh Hạ Long, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khẳng định, Quảng Ninh là một trong những địa phương có tỷ lệ tiêm phòng cao nhất cả nước. Đây là điều kiện để tỉnh kiểm soát tình hình dịch bệnh và mở cửa hoàn toàn hoạt động du lịch cũng như các lĩnh vực văn hóa xã hội khác. Đồng chí cũng mong muốn các doanh nghiệp khắc phục khó khăn, tiếp tục đầu tư bổ sung, nâng cấp trang thiết bị của đội tàu hiện có, cũng như tuyển dụng bổ sung lao động, đảm bảo chất lượng phục vụ tốt nhất cho khách du lịch khi đến tham quan Vịnh Hạ Long. Hôm nay ngày 15 tháng 3 cùng với cả nước, Quảng Ninh mở cửa hoàn toàn du lịch đón khách quốc tế. Đây là cơ hội để du lịch Quảng Ninh khôi phục mảng du lịch quốc tế và ngành du lịch nói chung. Tận dụng thời cơ, chủ động chiến lược khôi phục và hội đủ các điều kiện phát triển du lịch bền vững với những giá trị khác biệt cạnh tranh, du lịch Quảng Ninh tự tin phục hồi mạnh mẽ, truyền đi thông điệp, điểm đến an toàn thân thiện, hấp dẫn, sẵn sàng đón bạn trở lại. Đến Việt Nam công tác, đúng thời điểm du lịch được mở cửa hoàn toàn đón khách quốc tế. Với anh Henry, du khách Mỹ và nhóm bạn, đây là điều kiện thuận lợi để khám phá, trải nghiệm vẻ đẹp của vùng đất, con người, dải đất chữ S. Vịnh Hạ Long, Quảng Ninh được anh lựa chọn nhờ sức hấp dẫn của di sản kỳ quan và môi trường du lịch an toàn. Tôi đã biết đến Vịnh Hạ Long qua bạn bè, truyền thông và đã muốn đến đây từ vài năm trước, nhưng bây giờ mới đến được. Việc các bạn mở cửa du lịch với khách quốc tế và người dân đều được tiêm vaccine giúp chúng tôi an tâm và dễ dàng hơn trong chuyến đi này. Mở cửa du lịch quốc tế trong bối cảnh bình thường mới, Quảng Ninh sẽ tạo mọi điều kiện thông thoáng nhất, đảm bảo an toàn cho du khách trong hành trình trải nghiệm. Du khách quốc tế nhập cảnh vào Việt Nam đáp ứng quy định phòng chống dịch của các bộ ngành, thì tại các điểm đến ở Quảng Ninh sẽ không phải trình hộ chiếu vaccine, không cần xác nhận F0 đã khỏi bệnh, không phải xét nghiệm PCR hoặc test nhanh và không nhất thiết phải đi theo tour khép kín.
tôi đến đây có sự tiếp đón rất là tốt và rất là hài lòng với cái sự mà gọi là chuyên nghiệp của các bạn ở đây. Bám sát chỉ đạo của chính phủ về mở cửa hoàn toàn du lịch, đồng thời tạo đột phá để thu hút du khách trong nước và quốc tế. Hàng loạt sự kiện, chương trình kích cầu du lịch như lễ hội Carnival Hạ Long 2022, liên hoan siêu quốc tế, festival áo dài, đăng cai 7 môn SEA Games 31 sẽ được tỉnh Quảng Ninh tổ chức kéo dài cả năm. Các đơn vị lữ hành, lưu trú, điểm đến đều chủ động làm mới các sản phẩm du lịch, gia tăng thêm trải nghiệm cho du khách. Tăng cường liên kết, truyền thông quảng bá, xúc tiến, khôi phục mở rộng thị trường du lịch quốc tế, tiếp tục đưa hình ảnh Quảng Ninh đến đông đảo du khách trong và ngoài nước. Chủ động nâng cấp cơ sở vật chất, nhanh chóng phục hồi nguồn nhân lực du lịch bằng các giải pháp quyết liệt, đảm bảo yêu cầu chất lượng dịch vụ cho giai đoạn phát triển mới. Ngay cái thời gian này thì chúng tôi luôn luôn chú trọng tập huấn về cái ý thức thái độ của nhân viên của Tùng Lâm, khu tĩnh dưỡng Legacy và Làng Nương, các cái khu vực mà Tùng Lâm phụ trách là ý thức cao trong vấn đề phòng chống dịch. Với nền tảng hệ thống y tế đồng bộ hiện đại, kết quả tiêm chủng vaccine mũi 3 đạt trên 97%, kinh nghiệm hơn 2 năm phòng chống dịch COVID-19, cùng các chính sách hỗ trợ kích cầu du lịch chủ động, kịp thời, linh hoạt, Quảng Ninh đang nắm bắt tốt cơ hội phục hồi ngay từ những ngày đầu thực hiện mở cửa hoàn toàn du lịch đón khách quốc tế. Từ đầu năm đến nay, du lịch Quảng Ninh đón trên 2 triệu lượt khách, tăng gấp rưỡi so với cùng kỳ. Và trong cả năm nay, quyết tâm đón trên 10 triệu lượt khách, trong đó 1,5 triệu lượt khách quốc tế. Sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh họp nghe báo cáo hiện trạng hạ tầng, phần mềm, dữ liệu, mức độ cung cấp dịch vụ công đối với 25 dịch vụ công thiết yếu kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong năm 2022. Triển khai đề án 06 phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh. Công an Quảng Ninh cùng các cấp ngành của tỉnh đã thu thập, chỉnh sửa, cập nhật gần 1,5 triệu dữ liệu vào cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cập nhật dữ liệu tiền án tiền sự và dữ liệu truy nã kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, phục vụ yêu cầu công tác nghiệp vụ và phát triển kinh tế xã hội, đồng thời đã thông báo số định danh cho hơn 300.000 công dân, đạt 100% kế hoạch. Cơ bản hoàn thành việc cấp trả căn cước công dân gắn chip điện tử cho công dân và kết nối 3 dịch vụ công thiết yếu với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Tô Văn Huệ, Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Bộ Công an, đề nghị tỉnh Quảng Ninh tiếp tục chủ động linh hoạt trong tổ chức triển khai các nhiệm vụ phù hợp với đặc thù tại địa phương, phát huy cao nhất giá trị cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số và đóng góp vào phát triển kinh tế xã hội. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Văn Thành yêu cầu các ngành, địa phương sớm hoàn thành rà soát, đánh giá tổng thể thực trạng về hạ tầng, dữ liệu dịch vụ kết nối, an toàn thông tin, cơ sở dữ liệu các ngành, bảo hiểm, thuế, hồ sơ sức khỏe điện tử, giấy phép lái xe, hộ tịch điện tử, cơ sở dữ liệu về an sinh xã hội. Trong tháng 3 này, thực hiện kết nối 14 dịch vụ công thiết yếu với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, giải quyết dứt điểm các nhiệm vụ thực hiện đề án 06 theo kế hoạch, hoàn thành việc tích hợp kết nối dữ liệu hệ thống định danh điện tử với cổng dịch vụ công quốc gia, cung cấp dịch vụ định danh, tài khoản định danh để công dân sử dụng các dịch vụ tiện ích số. Cùng với Hà Nội, Quảng Ninh là địa phương thứ 2 trong cả nước được Bộ Công an đồng ý thực hiện thí điểm cấp tài khoản định danh điện tử cho cá nhân tổ chức. Để triển khai thí điểm cấp tài khoản định danh điện tử, chiều nay Công an tỉnh phối hợp với Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội, Bộ Công an tổ chức hội nghị trực tuyến tập huấn, đào tạo, trong đó quán triệt một số nội dung triển khai đề án 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Tổng quan về hệ thống định danh và xác thực điện tử. Tài khoản định danh điện tử được tạo lập bởi hệ thống định danh và xác thực điện tử của Bộ Công an. Sử dụng tài khoản định danh điện tử, người dân không cần phải mang theo các giấy tờ khi thực hiện giao dịch hành chính như hiện nay. Đây là nội dung cốt lõi để xây dựng thành công xã hội số, công dân số, góp phần thực hiện hiệu quả đề án 06. Hơn 2 năm ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, nhiều ngành nghề lĩnh vực đã linh hoạt biến khó khăn thành cơ hội phát triển. Thương mại điện tử là một trong số đó khi đã bước bứt phá vượt bậc, trở thành kênh phân phối hàng hóa hiện đại được nhiều người tiêu dùng lựa chọn.
Làm thế nào để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong thương mại điện tử đang là vấn đề được cơ quan chức năng đặc biệt chú trọng. Ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam 15 tháng 3 năm nay có chủ đề Tiêu dùng an toàn trong thời kỳ bình thường mới. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, gần 2 năm qua, nhiều người đã chuyển sang mua sắm qua mạng. Vừa tiện lợi, nhanh chóng, lại không phải đi lại, tiếp xúc đông người. Tuy nhiên, đi kèm với sự tiện lợi là không ít rủi ro. Nhiều khách hàng đã bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoặc mua phải hàng kém chất lượng, không đúng như quảng cáo. Đáng nói là hầu hết người bị hại đều có tâm lý ngại phản ánh đến các cơ quan chức năng hay hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Mình cũng rất là hay mua sắm ở trên mạng, nhưng mà trong cái quá trình mua sắm thì mình cũng đã gặp một số lần mua phải hàng giả, hàng kém chất lượng. Nhưng bởi vì là cái giá trị nó không có lớn lắm nên là mình và một số người khác thì cũng không có muốn kiện cáo nhiều ấy, vì thực ra không có giải quyết được vấn đề nhiều và cảm thấy cũng rất là mất thời gian và phiền. Chúng tôi cũng biết được có cái luật bảo vệ người tiêu dùng. Tuy nhiên thì khi mua hàng tiêu dùng trên trang các trang thương mại điện tử thì cũng gặp phải rất là nhiều vấn đề như là mua phải hàng giả, hàng nhái, kém chất lượng. Chúng tôi cũng rất là ngại làm cái thủ tục để mà yêu cầu thay đổi các cái sản phẩm vì nó mất rất là nhiều thời gian. Và nhiều khi thì cũng không tìm được được cái chủ của cái nguồn hàng, món hàng này. Theo quy định, các sàn giao dịch điện tử, website có chuyên mục mua bán bắt buộc phải đăng ký kinh doanh. Tuy nhiên, các cá nhân tổ chức kinh doanh trực tuyến lại không phải đăng ký. Chính vì vậy, vẫn tồn tại nhiều tài khoản ảo, kinh doanh những mặt hàng kém chất lượng, hàng giả, hàng nhái. Chúng tôi rất băn khoăn về cái thương mại điện tử. Hiện nay, trên thông tin đại chúng và bán hàng trên mạng rất nhiều. Do vậy, chúng tôi rất đang chuẩn bị tổ chức cái lớp tổ huấn và về thương mại điện tử để hướng dẫn cho người tiêu dùng không mua phải hàng giả, không mua phải hàng nhái mác và đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng. Phải phối hợp chặt chẽ hơn nữa với Sở Công Thương, với Cục Quản lý Thị trường, với Sở, với Thuế, Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh về cái hàng kinh doanh qua mạng và đảm bảo cho quyền lợi người tiêu dùng không mua được, không mua phải những hàng giả, hàng nhái mác, hàng kém phẩm chất. Và đề nghị với tỉnh là sau này những hàng bán hàng qua mạng là phải thu thuế, đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng và công bằng trước pháp luật. Năm 2021, trên địa bàn tỉnh có hơn 830.000 đơn hàng online với giá trị trên 432 tỷ đồng. Đây là tín hiệu tích cực để Quảng Ninh sớm trở thành tỉnh có thị trường thương mại điện tử phát triển trong top đầu, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của cộng đồng doanh nghiệp. Tuy nhiên, điều này cũng đặt ra yêu cầu phải siết chặt quản lý hoạt động thương mại điện tử để bảo vệ hiệu quả quyền lợi người tiêu dùng. Hôm nay, Quảng Ninh được Bộ Y tế ghi nhận 2.992 ca nhiễm COVID-19, trong đó 2.587 ca cộng đồng, 405 ca đã quản lý cách ly. 13 trên 13 địa phương đều ghi nhận ca mắc. Số ca phát hiện qua sàng lọc test nhanh là 2.956 ca, được phát hiện thông qua RT-PCR là 36 ca. Số ca mắc mới ghi nhận trong ngày tương đương với những ngày trước đó. Dù vẫn đang trong thời gian học trực tuyến tại nhà, nhưng học sinh mắc COVID-19 vẫn chiếm tỷ lệ cao, đạt 24,6% số ca mắc trong ngày, cho thấy tỷ lệ lây nhiễm tại gia đình hiện đang rất cao. Ngoài ra, số ca mắc là công nhân tăng so với những ngày trước đó, đạt 22,5% tổng số ca mắc trong ngày. Vaccine hiện nay vẫn đặc biệt hiệu quả trong giảm mức độ nặng, ca tử vong và nhập viện, kể cả với biến chủng Omicron. Điều đó được thể hiện qua tỷ lệ tử vong trên số ca mắc của Quảng Ninh chỉ ở mức 0,03%, thấp hơn rất nhiều so với tỷ lệ tử vong trung bình cả nước là 0,8%. Trong đó, các trường hợp tử vong tại Quảng Ninh đa số là các trường hợp chưa tiêm vaccine. Dự báo ngày 15 tháng 3, toàn quốc mở cửa du lịch, một số địa phương phát triển mạnh các hoạt động du lịch và tập trung đông người như Hạ Long, Uông Bí, Móng Cái, có nguy cơ gia tăng ca mắc trong thời gian tới. Trong thời gian tới, dự kiến sẽ có khả năng gia tăng những trường hợp bệnh nặng, cần tăng cường hơn nữa các biện pháp bảo vệ các nhóm đối tượng trọng điểm, người cao tuổi, người chưa tiêm chủng, người có bệnh lý nền, nhóm người yếu thế trong xã hội, nhóm trẻ em, phụ nữ có thai, nhằm giảm số chuyển nặng và tử vong. Khuyến cáo, chuẩn bị tốt các điều kiện và đảm bảo an toàn phòng chống dịch tại thời điểm toàn quốc mở cửa du lịch ngày 15 tháng 3. Người dân cần thực hiện tốt 5K và các khuyến cáo phòng chống dịch của Bộ Y tế, không chủ quan lơ là. Người dân lưu ý thực hiện nghiêm túc việc cách ly điều trị F0 tại gia đình.
Bộ Y tế quy định F0 hạn chế tối đa ra khỏi phòng cách ly, không được ra khỏi nhà. Khi ra khỏi phòng cách ly, phải mang khẩu trang, giữ khoảng cách với những người khác trong nhà. F0 điều trị tại nhà cần được tạo không gian cách ly riêng, thông thoáng, không sử dụng máy lạnh trung tâm, luôn mở cửa sổ. Do vậy, người dân cần thực hiện tốt công tác cách ly, điều trị, phòng chống lây nhiễm COVID-19 tại gia đình để phòng lây nhiễm cho trẻ nhỏ, người cao tuổi, người có bệnh lý nền, đặc biệt là nhóm trẻ nhỏ chưa được tiêm chủng vaccine COVID-19. Phân loại xử lý rác thải theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế, cơ quan y tế địa phương. Người dân cần tiếp tục tuân thủ tốt nguyên tắc 5K và các hướng dẫn phòng chống dịch, không lơ là, chủ quan. Người dân thực hiện xét nghiệm sàng lọc khi có các triệu chứng nghi nhiễm hoặc chỉ định của nhân viên y tế. Đặc biệt các đối tượng người cao tuổi, người có bệnh lý nền, phụ nữ mang thai. Mặc dù chịu ảnh hưởng nặng nề từ dịch COVID-19, nhưng các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, trong đó có công ty cổ phần Viclacera Hạ Long, vẫn chủ động thích ứng an toàn linh hoạt, vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa điều hành ổn định sản xuất kinh doanh. Công ty cổ phần Viclacera Hạ Long có tổng số trên 1.700 công nhân cán bộ. Do ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, hiện có trên 200 người phải nghỉ việc để cách ly điều trị. Khắc phục tình trạng thiếu hụt lực lượng lao động, công ty đã yêu cầu các phòng ban phân xưởng tiếp tục nâng cao công tác phòng chống dịch nhằm hạn chế thấp nhất số người bị mắc thêm. Đồng thời chủ động xây dựng phương án tổ chức lao động hợp lý, nâng cao thời gian hữu ích trong mỗi ca làm việc. Tăng cái thời gian hữu ích, giảm cái thời gian tác nghiệp phụ. Thứ nhất là phải giảm cái thời gian ta giao việc, hướng nói, truyền đạt công việc đến cho anh em, làm sao là giảm cái mức thấp nhất mà anh em vẫn nắm bắt được cái công việc cần làm trong ca. Cái thứ hai là cái thời gian chuẩn bị máy. Thời gian chuẩn bị máy của chúng tôi là đáng nhẽ bình thường ra là phải 20 đến 25 phút đầu ca. Nhưng mà chúng tôi huy động toàn lực anh em để tập trung giảm cái thời gian chuẩn bị máy để tăng cái thời gian chạy máy, chạy ra sản phẩm lên. Khối lượng công việc trước kia của 10 người thì bây giờ chỉ còn 8 người hoặc 7 người thì là chúng tôi phải hoàn thành hết. Mặc dù cái khối lượng công việc nó rất là nhiều, nhưng mà anh chị em công nhân là cố gắng hết sức để hoàn thành cái năng suất và chất lượng của cán bộ cấp trên giao cho. Nhằm tiếp tục lắng nghe, giải quyết kịp thời những kiến nghị của người lao động, công ty cổ phần Viclacera Hạ Long cũng đã tổ chức hội nghị đại biểu người lao động để người lao động trực tiếp trao đổi, thảo luận những vấn đề liên quan đến việc thực hiện nội dung của thỏa ước lao động tập thể, công tác tiền lương, tiền thưởng, phụ cấp, chế độ chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hộ lao động. Qua đó, ổn định hoạt động sản xuất, đảm bảo đời sống cho người lao động. Công ty cổ phần Viclacera Hạ Long phấn đấu trong quý 1 này sẽ hoàn thành trên 23% kế hoạch sản xuất năm, doanh thu đạt gần 500 tỷ đồng, thu nhập bình quân người lao động gần 11 triệu đồng một người một tháng. Chủ động phòng chống dịch COVID-19, các cơ sở giáo dục mầm non tạm thời cho trẻ em nghỉ học từ ngày 21 tháng 2 đến khi có thông báo mới. Tuy nhiên, với những gia đình có nguyện vọng đưa trẻ đến trường, thì cơ sở giáo dục vẫn bố trí đón trẻ và tổ chức các hoạt động giáo dục đảm bảo an toàn, ghi nhận tại thành phố Hạ Long. Do không có người chăm sóc, trông coi trẻ ở nhà, từ sau dịp nghỉ Tết Nguyên đán đến nay, anh Hoan vẫn gửi con đến trường để yên tâm công tác. Trong bối cảnh dịch bệnh mà trẻ thì chưa được có vaccine tiêm phòng thì cũng rất là lo lắng. Gia đình cũng đã tự test cái kit trước khi lên trên lớp để đảm bảo cái việc đó là tránh lây nhiễm chéo. Và nhà trường cũng có những cái công tác hỗ trợ, đánh giá, kiểm tra để các em phụ huynh cũng là yên tâm hơn. Toàn thành phố Hạ Long hiện có 6 cơ sở giáo dục mầm non có trẻ đến trường với tổng số 91 trẻ. Để đảm bảo an toàn khi trẻ đến trường, các nhà trường đều thực hiện nghiêm các quy định của Trung ương và của tỉnh về phòng chống dịch COVID-19, nhất là việc thực hiện 5K, sắp xếp bố trí số lượng học sinh trên lớp học phù hợp tình hình thực tế, đảm bảo giãn cách giữa các lớp học. Thông thường sĩ số mỗi lớp là 25 đến 35 trẻ. Tuy nhiên trong cái thời gian dịch này thì các cháu cũng đi học ít, nhà trường cũng bố trí mỗi lớp không tối đa là không quá 10 cháu. Đồng thời nhà trường cũng phối hợp chặt chẽ với phụ huynh trong công tác phòng chống dịch, theo dõi trẻ, sức khỏe của trẻ. Khi trẻ đi học thì phải đo thân nhiệt trước khi đến trường và đến lớp thì các cô cũng đo thân nhiệt. Đối với những gia đình mà có nguy cơ mắc COVID-19 cao thì phải theo dõi sát sao thường xuyên hơn và hàng tuần vẫn phải test.
Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, cán bộ, giáo viên, phụ huynh đều mong muốn trẻ em sớm được tiêm vaccine phòng COVID-19 để đảm bảo an toàn. Từ sau Tết Nguyên đán đến nay, thì nhà trường ghi nhận có 4 trường hợp là giáo viên và 11 trường hợp là học sinh mắc COVID-19. Số lượng này không nhiều, tuy nhiên cũng ảnh hưởng đến tâm lý của phụ huynh cũng như là học sinh tại nhà trường. Thì nhà trường rất là mong muốn là nhà nước cũng như là tỉnh đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine cho trẻ em, nhất là trẻ trong độ tuổi từ 5 đến 11 tuổi để đảm bảo sức khỏe cho trẻ để đến trường, và mong muốn là cái hoạt động dạy và học được trở lại, sớm được trở lại bình thường. Bám sát chỉ đạo của tỉnh, ngành giáo dục đã hoàn thành việc thống kê, lập danh sách trẻ em trong độ tuổi từ đủ 3 đến dưới 12 tuổi đang học tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, gửi về Ủy ban nhân dân cấp huyện, chuẩn bị cho công tác tiêm chủng vaccine phòng COVID-19, góp phần sớm đưa hoạt động giáo dục trở lại bình thường. Sáng nay tại trường Trung học phổ thông Đông Triều, ngành giáo dục Quảng Ninh tổ chức phát động điểm việc ký kết triển khai chương trình 1 triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19. Đây là chương trình do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động nhằm vận động đoàn viên công đoàn, cán bộ, nhà giáo, người lao động trong ngành khắc phục khó khăn, phát huy tinh thần trách nhiệm, tâm huyết với nghề để đoàn kết đổi mới sáng tạo, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, nâng cao chất lượng hiệu quả công việc, năng suất lao động, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và tổ chức công đoàn. Ngành giáo dục Quảng Ninh phấn đấu năm học 2022-2023 đóng góp ít nhất 500 sáng kiến. Rạng sáng nay tại khu vực biển đảo Trần, huyện Cô Tô, đội tuần tra kiểm soát Hải đội 2 Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh phát hiện bắt giữ một phương tiện do Phạm Văn Ba, sinh năm 1988, trú tại thôn 1 xã Vĩnh Trung, thành phố Móng Cái điều khiển, đang vận chuyển 20 tấn nội tạng động vật không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Phương tiện không có giấy tờ đăng ký, người điều khiển không có chứng chỉ chuyên môn theo quy định. Qua khai thác bước đầu, Phạm Văn Ba cùng 9 người khác khai đã tiếp nhận số nội tạng này từ đường phân định Vịnh Bắc Bộ của một người không rõ danh tính, vận chuyển thuê về nội địa để lấy tiền công. Lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật. Chương trình thời sự tối nay của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.